Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: Ta sẽ so sánh thế hệ này với ai? Họ giống như bọn trẻ ngồi nơi phố chợ, gọi lũ trẻ khác mà rằng: Chúng tôi thổi sáo, sao các bạn không múa nhảy? Chúng tôi than vãn, sao các bạn không khóc lên? Vì Gioan đến, không ăn không uống, thì họ nói: Ông ta phải quỷ ám. Con người đến, ăn uống giống như thường, thì họ nói: Đó là người mê ăn mê uống, là bạn của quân thu thuế và những kẻ tội lỗi. Nhưng sự khôn ngoan được biện minh bằng các công việc của mình. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa Giêsu so sánh thế hệ của Ngài với lũ trẻ trái tính trái nết. Khi chúng chơi trò đám cưới thì đòi người ta cũng chơi theo trò đó. Sao các anh không nhảy múa? Khi chúng chơi trò đám ma thì cũng bắt người khác phải khóc. Nghĩa là chúng chỉ muốn bắt người ta theo ý riêng của chúng. Ai không theo thì chúng phê phán, trách móc. Cả Gioan Tẩy Giả và Chúa Giêsu đều đến để dạy dân Do Thái con đường cứu độ. Nhưng vì điều đó không hợp với sở thích của họ, nên họ luôn khước từ và còn phê phán. Hai ngài làm gì cũng bị họ chê. Gioan sống khắc khổ thì họ chê bị quỷ ám. Chúa Giêsu sống hòa bình, ăn uống với mọi người thì họ chê là tay ăn nhậu. Ngày nay nhiều người cũng có lối sống đạo ngược đời như vậy. Chuyện gì trái với ý thích của mình thì đòi giáo hội phải xét lại. Thí dụ, muốn giáo hội cho phép ly dị, cho phép phá thai, bỏ luật ăn chay, kiêng thịt để phù hợp với sở thích tự do. Chúng ta thử xét mình xem cách chúng ta phán đoán anh em mình ra sao. Nếu chúng ta lấy mình làm thước đo thì biết đâu nó lại là cái thước hụt, là cái cân hư hay cân thiếu. Vậy tại sao lấy ta ra làm mẫu mực để bắt người khác phải theo? Mùa vọng mời chúng ta dám tin vào lời chứng của Gioan và Chúa Giêsu. Tin luôn đòi hỏi chúng ta hoán cải, không được sống như xưa. Tiếng kêu từ hoang địa của Gioan kéo chúng ta ra khỏi mọi dính bén trần tục. Thái độ bao dung nơi bàn ăn của Chúa Giêsu mời tội nhân ra khỏi bóng tối. Làm sao con người hôm nay nghe được tiếng kêu của Gioan và Chúa Giêsu?